Hello nha, xin chào mọi người nha. Chào mừng các bạn đến với channel của mình. Mình là Tiểu Tử Đường Phố đây, rất vui khi được gặp lại mọi người nha. Chúc mọi người có những giây thoải mái và thư giãn xem clip của mình. Anh em thấy hay thì đừng tiếc một like cũng như một subscribe cho mình nha. Và đừng quên đăng ký kênh như bật chuông thông báo những video mới nhất từ mình nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đấy thì hôm nay thì như đã hứa với anh em từ rất là lâu anh em. Hôm nay mình sẽ vào của anh Hải một lần nữa anh em, đến với Agrocan sẽ vào 70 năm nha anh em. Đó, để làm nghi lễ đó là thăng tiến cấp lên chức bá chủ cho em keo đeo nha. Đấy, hôm nay thì mình sẽ vào đây và làm lễ thăng chức của cái gì đây anh em, nhiệt tình Evan Facebook bài viết phiên bản đã đạt 500. Ô ngon, được tặng quà đây anh em này. Ngoài ra còn đại thân nhiệt tình tham gia Evan fanpage này bài bot. Ô anh ấy nhận được này, ngon không? Ô trà quá hấp dẫn rồi anh em. Đó thì anh Hùng, anh Quyết, anh Hải sáng nay thì có nhắn tin cho mình anh em, kêu là hôm nay là sau bao nhiêu quá trình học tập cũng nhà rèn luyện, cố gắng phát huy tinh thần hăng say lao động đấy của Đảng và Nhà nước yêu cầu đưa ra, thì đến ngày hôm nay thì cháu keo đeo anh em, cháu keo đeo đã chính thức là đủ yêu cầu đạt vòng sơ tuyển tiến cấp nha anh em nha. Đấy, cháu nó là hôm nay đã chính thức là đã đạt được yêu cầu để mà có thể thăng tiến cấp lên bậc cao hơn, nó là bá chủ nha anh em nha. Đấy, thì thôi thì mình cũng không lằng nhằng, cũng chẳng cần dài dòng làm gì anh em. Đấy, chúng ta sẽ vào vấn đề chính của ngày hôm nay luôn, đó là sẽ là vào đây và tiến cấp. Đó, hôm nay là chính thức là sẽ cấp bằng bá chủ cho em keo đeo anh em. Đấy, lấy cấp bằng xin được phép tiến ra và bắt đầu. Đấy, lấy nhật bằng bắt đầu. Ồ, thí sinh còn đang có vẻ ngại ngùng quá, chưa chịu nhận rồi. Đó, em nó đã chịu nhận rồi nha anh em. Đó, keo đeo đã nhận được bằng bá chủ nha anh em nha. Đó, keo đeo đã nhận được bằng bá chủ rồi. Đấy thì không biết là sau khi lên một tầng cao mới thì không biết là em nó có thay đổi về cái gì không anh em. Nhưng mình nhìn thấy như ngoại hình có vẻ khá thay đổi này. Để chúng ta sẽ điểm qua ngoại hình của em nó trên này nha anh em nha. Bây giờ mình sẽ không bàn về vấn đề ấy, mình sẽ bàn về cái ngoại hình của nó trước. Anh em nhìn cái đầu của nó nha. Mình sẽ kéo xuống rồi em nó dạng thường. Đầu nhẹ keo đeo rồi ta. Đây. Này, nhỏ hơn thôi anh em, cũng vậy không thay đổi. Vậy chắc chỉ có thay đổi là skill thôi anh em, skill về các thứ là sẽ thay đổi nha. Đó, keo đeo cũng là một trong bốn bậc thầy của bọn của team đánh về hệ hy sinh nha anh em. Ủa, nó đạp nước mặt mình vừa mới cấp bằng xong mà dám mà làm thế à, cái con này hư thật. Đầu này thì cho nó nghỉ lấy bằng luôn anh em. Đấy, coi nhà thì nó đạp nước ra đằng sau, đúng rồi. Đấy, coi mông này đạp nước ra đằng sau anh em, nhìn rất đẹp nha. Đấy, chúng ta sẽ điểm qua skill của nó sau khi lên cấp nha. Đầu tài đầu tiên là khi keo đeo có mặt bất kỳ bet trên trận thả skill hệ nước và hệ đánh anh em, bản thân keo đeo bá chủ hồi ngay 20% nộ. Quy định skill tăng 20%, hiệu quả này uy lực kéo dài 3 hiệp, không thể cộng dồn. Nếu người thả skin là kẻ địch thì người thả skin bị đánh dấu. Nếu người thả skin là Feta, người thả skin sẽ gì? Người thả skin hồi 200 nộ. Wow, ngon anh em. Chưa thích đang là một kiểu nước nha anh em nha. Tạo sát thương hệ nước crit, khiến bet địch sau khi tử trận không thể đánh dấu vậy. Và phát động skin lần nữa. Duy trì 3 hiệp trong thời gian này, mục tiêu bị đánh dấu 30% sát thương tạo ra, dấn lên người mục tiêu. Ô ngon, hiệu quả này đánh dấu nên ngon nha anh em. Tiếp theo là một kill. Kill này thì tất cả anh em đều biết đây là nội tại đặc hiệu của em keo đeo nha anh em. Đó là tất cả trạng thái bất lợi của một bet đồng đội trừ bản thân và hồi HP dựa trên 100% crit của keo đeo, và làm thêm một cái khiên hộ vệ nữa nha đây con. Đánh dấu hiệu quả có lợi của cả hai, nên bản thân đối phương đồng thời cả hai nhận được. Đây đúng rồi anh em, vẫn vậy không thay đổi nha. Tiếp theo đồng kêu đánh anh em, khiến mục tiêu tụt hạ máu và đánh cho chỉ 3 hiệp. Còn như mình ấn lên cho anh em đọc đây, tạo sát thương bằng 200 HP lớn nhất đối với mục tiêu là bet đánh dấu xong mục tiêu, một phi lực 165 nha anh em nha. Ồ, dài quá. Đây anh em thấy đọc nha.
Ô, chào skill gì cho anh em nó à? Thế thì mình ra tay học ngay cho nó một đám vào skill này anh em. Mình thì đơn giản thôi. Mình muốn test anh em, mình thích test theo bét đó là đầu tiên là một cái hồi máu này. Một cái hút máu này anh em này, và một cái đeo xích nữa nha. Mình thích đeo xích hơn hoặc là mình thích cái khiên, nhưng mà này mình sẽ hôm nay học khiên anh em. À, ngu rồi, em này có khiên mà mình dại quá thôi, nỡ rồi anh em. Mặc cho em nó một quả táo nhé mọi người. Đấy, ra trận khả năng sống còn cao nha. Đấy, xem nào, chỉ số nào. Đẩy qua xem nó có lên được dòng nào không. Ôi dồi ôi, được ngay dòng. Dòng speed anh em, 166-174, ngon luôn. Ô, ngon, HP luôn này. Nổ phát nữa em coi nào. Ô, lổ thật kìa anh em. Crit luôn, đủ. Toàn những dòng đang cần luôn mọi người, mát hên. Quá là hên luôn. Nào, dòng nữa coi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nổ nào. Thôi này được rồi anh em. Thôi được rồi. Thế thôi, chỉ lần nữa cũng xịt hoài. Bây giờ mình cho cháu nó lên sàn nha. Với tổng PR của cháu nó là 4.489 điểm lực chiến anh em. Mang hết linh kiện là được 5.2 nha. Bây giờ cho cháu nó lên sàn thi đấu coi nào. Để xem là đánh đấm ra sao nha. 5 triệu à. Đấy chờ 5 triệu bây giờ phải vả cái team từ 7 triệu trở lên anh em. Đánh tầm 7 triệu, 8 triệu, 9 triệu cho nào. Hôm nay thì mình không ở nhà thu nhạc được nha anh em. Đấy nên là tí vụ nhạc nó có to nhỏ thì anh em thông cảm nha. Hôm nay thì anh em lại kêu anh ơi nhạc to quá, mình cũng biết nha anh em. Là anh ơi nhạc nhỏ quá, là anh ơi ồn quá thì anh em thông cảm, nên mình đang không thu nhà nha, mình đang thu ngoài quán nha mình. Ô, nó búng dai à, nó có búng dai một phát anh em. Đánh vịt bầu này, mấy kêu nước đạp bằng sau. Úi xồi, những cái kêu đạp nước của nó anh em trông rất là kinh người. Chổng mông vào người ta, em nhìn lại nha. Đấy, quay lại chổng mông vào người ta đạp một phát. Đấy, rất là kinh người cái con này. Đấy, chuẩn bị vá kêu nên ô, tim con dai à anh em, hơi thốn đây. Rồi, tung ulti lên vịt bầu rồi anh em. Một kill cắt, ngứa chém không gian. Đấy, mà một kill đạp nước để em vịt bầu ra đi. Rồi, tiếp đến là em xem gì nữa nha anh em. Con hươu cao cổ à. Tiếp đến là em hươu nha. Hươu này, mở khiên ra. Em xem chỉ số cho nó khi ra trận. 27k speed này anh em. 45k 457k crit nha. Ulti lên nào. Một kill. Úi sổ nửa cây máu cộng với cả khiên hậu thuẫn có nha anh em. Quá phê. Anh lại quay ra đạp nước thôi. Rồi giờ đến là dai. Dai chắc chỉ có kill này thôi anh em. Kill đánh không có hiệu quả với dai. Anh em thấy không, mình chơi ulti. Mình chơi ulti thử cho anh em xem một lượt. Đó, hiệu quả nó không cao nha. Đánh tung kiểu đánh nước thôi. Thu chà đạp phát. Đấy chà dây à. Dây này có vẻ như team 7 triệu có vẻ không làm em nó sao láng được rồi anh em. Công ty bằng dạng bá chủ một kill nào. Một kill. Ui xời. Em nó có cái hiệu tại đánh dấu dấu để mình sẽ đánh với đội mạnh hơn để nhận dạng gây hiệu quả đánh dấu của em nó nha anh em. Giờ chúng ta sẽ test với một đội mạnh hơn. Lần này sẽ đánh với một đội hạng 8. Mình nghĩ là một đội 9 triệu luôn đi anh em. 9 triệu 2 xem team gì đây. Team này khó đánh. Mình cần né rồi anh em. Hệ hồn cầm hệ đánh thôi. Còn như đi ngủ linh chứ gì nữa. 8 triệu 7 con nào. Đây rồi, 8 triệu 7 anh em. Cặp Sol Ganel bá chủ anh em, có cả con này luôn đi theo này. Đầu tiên là sẽ đánh Sol Ganel trước anh em. Mỗi một kill phải đánh. Một kill phải đánh. Sol nào lên tấn công. Cặp Sol Ganel bá chủ rất là bá nha anh em nha. Nuala bá chủ tiếp cục. Đang giày xéo kèo đeo lên tấn công. Đánh với team này thì hiệu quả bị bút xấu đó là bị choáng rất là nhiều nha anh em nha.
Trần Đức Văn Tục bị choáng nha. Đánh cái team này rất ức chế ở cái chỗ này nha mọi người. Muốn ngăn được cái hiệu quả chống choáng này, anh em chỉ có một cách, đó là làm sao phải hạ được một trong hai em nó trước khi trước nha. Chỉ cần một trong hai con không còn trên sàn thi đấu thì hiệu quả bị choáng này sẽ bị xóa nha mọi người. Không biết em kèo đeo có làm được cái điều đấy không. Kèo đeo đang bị gây bất lợi. Nuana, đến là Nuana leo lên tấn công. Liệu kèo đeo có chịu nổi qua được qua ulti này không? Lô không, hắn có thể rồi. Đây giây phút mà có thể là cứu lại cả ván nha anh em. Mình xem nào, có ai bị đánh dấu dưới chân không anh em? Thử nhìn xem có con nào đang bị đánh dấu dưới chân không nào mọi người. Mình nhìn thì chưa thấy có con nào bị đánh dấu dưới chân nha. Ở đây nào lên nào. Một kill rồi, không có tác dụng. Bút hồn hộ vệ lên và HP. Rồi, đã né được một kill. Nuana lao lên tấn công, có bị choáng không đây? Ông Kaneo có bị choáng sau kill này. Rồi, xong em nó đã bị choáng rồi. Teget nhảy lên bút hộp viện trợ cho. Có giúp đỡ được không? Không giúp đỡ được. Rồi, lại đến là Nuana. Rồi thôi, mình sẽ chịu thua đi nha. Cái đánh kiểu này đâu lắm, kiếm tìm khang đánh vui hơn. Đánh như vậy, đánh như sang năm cũng chưa chắc là sang trận này nha anh em nha. Đấy, chúng ta sẽ kiếm lại một team khác, một team nào đấy có thể cho em nó thể hiện được hết khả năng và sức mạnh của bản thân nha. Kiểm tra một vài team 10 triệu đường chiến này còn nào, có team nào không. Để đánh thì tránh team hồn nha anh em nha. Team hồn không có cái gì để đánh với nó hết á. Vào đấy chỉ nhảy cho đánh mình thôi. Nước siêu yêu này. Hãy chả phép thử với team này coi sao anh em. Rồi, đầu tiên sẽ là Uzi nha. Ấy chà. Rồi mình nghĩ mình chuyển đối thủ đi anh em. Nên là có chịu nổi không đây? Không biết em nó có chịu nổi không, nhưng mình thấy em nó có vẻ khó nhai team này nha anh em. Đó, anh em nhìn thấy, ui dồi ôi, nửa cây máu. Không biết là em có qua nổi được mấy kill này không. Úi dồi ôi, đi luôn rồi. Không biết phải nói gì anh em. Không biết là phải nói tại làm sao nữa. Giờ chỉ còn một biện pháp thôi. Đó là thay đổi trang bị mặc cho em nó anh em. Đó, và vào thi đấu lại nha, lần này chắc chắn là giành lại cái trận đấu lúc nãy. Cái này danh dự của một đấu sĩ poke. Đó, vừa được lên cấp bằng bá chủ, làm sao có thể thua được. Mục tiêu đầu tiên sẽ là em DNC luôn. Lần này mình sẽ nhằm mục đích thẳng là đánh vào DNC nha. Rồi, oxit bốc đi. Rồi. Đấy, lần này sẽ nhắm thẳng vào DNC luôn anh em. Một đạp DNC đã gần đi rồi nha. Nhưng không biết em có chịu nổ qua được kill này không. Rồi. Thôi xong rồi. Lượng hy sinh đã được bốc lên rồi. Lâu không. Không né lại thua tiếp. Thôi, cái này phải về cho em ăn hoặc lại thôi nha. Chứ còn thua rồi. Rồi thì chắc video mình hôm nay cũng sẽ tạm dừng tại đây nha mọi người. Có gì hẹn gặp anh em ở video tiếp theo nha. Anh em thấy hay đừng tiếc một like, một subscribe cho mình nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo nha. Tạm biệt mọi người.